또 스스로 사랑할 거야. 이 노래를 안치랑을 탈퇴했어. Kiếm dạ tri âm chúng giang hồ, hoa kiếm dùng dãy cùng mây gió. Tiếng 15 phút 8, 9, 10, 2 tiếng 2 tiếng
Thì tớ trả lời là tớ cái gì nhỉ? Tớ cảm ơn. Ừ, tớ cảm ơn bãi trường thầy. Đấy xong hôm lúc đấy là chuyện đấy chưa rõ ràng đâu. Thế hôm sau là Dương Kinh rủ rủ Logi ra xa cây. Thế là trời đấy có 17 độ thôi. Logi thì thấy ra xa cây để nói mọi chuyện ấy. Thì Dương Kinh bảo là thích cậu, nhưng mà kiểu ví dụ như kiểu là ví dụ cậu không thích mình nhất thì chỉ có thể làm bạn như thế thôi. Thế là hôm đấy trời lạnh lạnh, xong rồi là 17 độ. Thế là tự nhiên Logi lại muốn ôm Dương Kinh. Xong rồi là ôm xong xong rồi cho tôi xin để thấy mùi khắc cái mùi kiểu mùi của Dương Kinh thơm ấy. Xong rồi thích xong bắt đầu bách trường. Thế là mà sao mà kiểu trong mấy cái bài hát kiểu có sự cây của ấy. Chị Hải ơi, một người chị quá. Hả?
Ai chị đi nghiệp đây. Không có sao, không mất rồi. Em á, chị có đây không? Ờ, chị mở bài học của em. Không, bài này hay vãi. Chị hả? Need to see you. Bài này hay. Em cũng nhắm yêu đầu. Hả? Mai trời ơi, mẹ có hiện mấy em ở trong cái này. Cái một lúc lúc đây. Bảo sao ấy mãi trả được. Chẳng hạn nên là không tại nó hiện ở cái một lúc tút ở trong cái này nên cái máy của chị nó không kết nối được. Em đang nghe nhạc mà anh. Em thì bài mới. Anh ra rồi này. Em thì mới ở đây này. Anh hãy lại đi anh bật hết cam lên. Em chấm cái con là bật hết cam lên. Hả? Bật cam ngồi đó nhìn thôi. Trang lại chị hiểu tại sao em không bắt được ở cái ngôn ngữ của chị rồi. Hả? Là do nó kiểu nó dính cái này, chị thấy hiện cái em hốt ở trên cái cam này. Hả? Bài khóc của em ấy hay lắm. À, mình muốn nghe anh nghe anh có không em không mang cái chị mang hay làm gì? Sợ Trang ơi. Đây là cười trên nỗi đau khổ của em. Chị rất hạnh phúc rồi. Từ tối là không bị mất. Nó mất váy ra xong lại khó. À đúng rồi, do anh không chơi game nên là vậy. Thôi anh mình chơi để cho bọn em hoạt động cho rồi. Baby HM. Rồi. Không phải mấy lúc em nghe của chị buồn đâu. Rồi. Bài này mà kiểu đúng kiểu cái như kiểu dạng chị cũng yêu đúng một sầu đời nghe bài này hay không. Em
thấy em có phải hả? Anh nghĩ bọn bọn mình có thứ xứng đáng tốt hơn mà. Anh nghĩ đã từng nói như chị Hòa sao thế? Ừ nhưng mà chị thấy hay vãi. Sao thì anh mày đúng không? Ừ, cũng kiểu hơi. Cái câu này ở trong đây có một cái câu mà cái gì nhỉ? Chờ đợi người đúng biết chờ cơ hội. Đúng rồi. Cái gì nhỉ? Người ta bảo là cố không giữ mất thì đi đến, mất là mất ngồi mất khóc. Tự nhiên có quảng cáo con gà. Gà mà kêu ấy cho gà ấy à. Chị mà kêu đấy xong à? Vậy ạ? Ừ chị kêu đấy xong. Chị cũng có cái quảng cáo đấy. Gà dai dai đúng không ạ? Gà nuôi ấy, gà mình nuôi ấy. Đúng rồi. Gà trên đây bở một xứ ra. Rồi chị gửi chị một con gà chọi. Nó thích thế. Ồ. Chân to, đùi chắc, thịt đâu. Chân đâu thì nó đâu ăn về. Kiểu ăn nó chắc, nó dai. Không, hôm em cần một cái con gà đi là gà đấy nuôi được hơn 3 tháng thì nó vẫn còn non ấy. Ăn nó vẫn mềm. Ăn không dai chắc thịt đâu. Em bảo là thịt ngan mang đi, cân ngan 4-5 cân ấy. Người em kiểu to quá. Nó bảo cầm nửa con đi xung. Em bảo thôi con ngọt thèm gà hơn. Xong em bảo là thịt, mẹ em bảo là thịt gà mềm không ăn không ngon đâu. Thế là em vẫn cố chấp. Chấp nhận thôi. Của nhóm Line 99 ấy, à Line 11 ấy, đợt trước không phải là bản official, ngay cả single cũng phải là official,
mà bây giờ ra cái bản này mới là optional. Chị xem cái bài cái họp báo mới nhất của Ước Vui có chia sẻ vậy mà em chia sẻ vậy ồ em bị sốc luôn mà em không ngờ đấy không phải là bài optional đâu. Đấy là gì bài friend fanmade cái gì ấy. Thank you.
nó cho cái nó rồi nó Nokia cái rồi nó hát là chờ hoài sao hơn chưa về. Không phải đấy, nhưng mà cái này nó đúng tâm trạng của em rồi. Có nghe rồi. Em đang hiểu không? Không. Em biết là ngay đấy mà. Mình là gì của nhau? Sao? Huyền thoại một thời này. Mùng 6 là bao giờ nhỉ? Bao giờ đến mùng 5, mùng 6 nhỉ? Nay mùng mấy chị Nguyễn? Mùng 5, mùng 6 âm dương ấy. Chịu. Cháu ở dương, à ông.
Bọn đám cưới em mới âm lắm. Nói chuyện hay lắm nhá, tình hình là tao tìm được đại gia rồi. Trời ơi. Con này là hay gây gây vậy mà. Nó sinh năm 2002, ngày 31 tháng 12 năm 2002. 31 tháng 12. Nhưng ở trên lớp em vẫn cũng gọi nó là chị nhá. Tại vì kiểu quen ấy, nó cứ gọi là chị. Thế thì ra đấy. Xong chuẩn bị, có nghĩa là mấy tháng này sẽ có hai đám. Hôm đi ăn tất nhiên là cô này nó đã bảo là tao sắp ra Tết là tao sẽ cười. Cô này là con khác. Trời ơi. Các bạn cứ làm mình luôn em. Đây chị nghĩ là một mình cái bộ nó mới chưa học, nó bắt đầu là chị có bầu chị cưới đó. Trời ơi. Cái đợt trước em về đi đám cưới ấy. Cái con này hôm đấy nó cũng dẫn người yêu về mà. Dẫn người yêu về đi đám cưới mà. Nhưng không ngờ là đẩy nhanh tiến độ quá. Bất ngờ khi nó cưới. Nó... em tưởng là nó ôn thi đợt đấy là nó sẽ thi học đại học đấy. Nhưng mà nó lại không. Thank you.
mùng năm. Vậy à? Chị nói một đoạn tiếng Anh nghe xong rồi chị ghi âm giọng lại xong rồi chị ngồi chị biết này. Chị nghe chị có động lực không? Chị người ơi, chị mà sang nhà em là chị sẽ thấy lung linh luôn. Sao xem đây? Đây xem đi. Sao? Nhà kiểu nhìn từ bên trên mà cảm giác rất là hiện đại, rất là thành phố luôn. Welcome, welcome, welcome. Nhìn nha, nhìn đẹp không? Đây nha, nhìn như kiểu nhà hiện đại đúng không? Nhưng mà thật ra rất là bị kiểu bị xít. Đấy. Đây không gian mở, à không phải mở, đây là không gian kín. Đây là phòng khách rất là rộng. Đây đây là phòng tủ đồ chứa với phòng sách. Bên này là nhà vệ sinh. Đấy, đóng kín. Ôi giờ mặt nhìn ra bên ngoài nhà vệ sinh đây kiểu phải không lại nhà này cũng phải có sách nhá. Chiêu sách này đừng ngủ. Bye bye chị. Nhìn từ trên xuống đẹp nhỉ. Thank you.
Mấy cái video cho là nó hay có mấy cái quảng cáo mà. Nghe đừng một chiều ấy. Ha!
Trời ơi, nghe tao siro tao hại quá. Chị người đó này, anh chỉ là người thay thế. Sao?
3 tiếng 15 phút. 8, 9, 10, 2 tiếng. 2 tiếng. Chuyện đấy chưa rõ ràng đâu. Thế hôm sau là Dương Kim rủ Longji ra xa cây. Thế là chớ đấy có 17 độ thôi. Longji thì thấy xa xa ở quê để nói mọi chuyện ấy. Thì Dương Kim bảo là thích cậu, nhưng mà kiểu ví dụ như kiểu là ví dụ cậu không thích người nước thứ thì chỉ có thể làm bạn như thế thôi. Thế là hôm đấy trời lạnh lạnh, xong rồi là mưa lạnh lộn nữa, là tự nhiên Longji lại muốn ôm Dương Kim. Rồi là ôm xong xong rồi tôi xin ngửi thấy mùi khác với mùi kiểu mùi của Dương Kim thơm ấy, xong rồi thích xong rồi bắt chưa. Đấy là mà sao mà kiểu trong mấy cái bài hát đều có sự cây của ấy. Chị Hải ơi, một người chị quá à. Thank you.
em mà kiểu nó mà kiểu nấu ăn, nghĩa là bình thường em nấu cũng em cho kiểu hạn chế dầu mỡ lắm, chứ không cho nhiều dầu đâu. Nhưng mà chừng nấu thì nó cho nhiều dầu mỡ, em kiểu cảm thấy ngấy ấy, thì mình không quen quen. Chị nhuộm màu này nhưng mà nhuộm vẻ màu, có nghĩa là các em nó nhuộm 4 lần thuốc thì nó lên màu đẹp lắm ấy. Chưa đậm bê đấy, chưa đậm đèo. Chị đừng có giúp kèo. Chị đi nghiệp đây. Không có chạm, không có rồi. Em vui vậy, làm vui vậy, vui vậy. Em á, chị có đây không? Ờ, chị mở bài học của em. Không, bài này hay vãi. Chị hả? Mày đây hay nhỉ? Em cũng nắm được đâu. Bây giờ chắc được. Hả? Hả? Mai chửi mẹ. Có hiện mấy em ở trong cái này. Có một lỗ thuốc đây. Được. Chẳng hạn thế ra không, tại vì nó hiện ở cái bluetooth ở trong cái này nên là cái máy của chị nó không kết nối được. Em đang nghe nhạc mà anh, em thì bài mới anh ra giật mình rồi. Thật mình em thì bài mới ở đây này chứ không phải. Chị bây giờ anh bật hết cam lên, em chẳng thấy có là bật hết cam lên. Hả? Bật hết cam ngồi đó nhìn thôi. Hả? Do Trang lại chỉ hiểu tại sao em không bắt được ở cái vô lúc của chị rồi. Hả? Là do nó kiểu... Nó đi ngoài. Do sao gì? Nó dính cái... Hả? Chị thấy hiện cái em hốt ở trên cái cam này. Hả? Mày khóc của em ấy hay lắm. Đó, thì mình không biết anh nghe ăn. Có lúc không em không mang cái chị mang thêm làm gì. Trời Trang ơi, đây là cười trên nỗi đau khổ của em, chị rất hạnh phúc. Từ tối là không nó mất váy ra xong lại khó. À đúng rồi, do anh không chơi game nên là vậy. Thôi anh đừng chơi nữa, để cho bọn em hoạt động cho được. Bán gạo.
khác. Rồi. Không ạ, mấy lúc em nghe mà chị buồn lắm. Đây ạ. Rồi. Hay nhỉ? Ôi giời thế. Đây cứ cho bắt được trai vậy. Bài này mà kiểu đúng kiểu cái như kiểu dạng chị cũng yêu đúng sầu đời. Nghe bài này hay không? Chờ đợi người dùng biết chờ nó có đúng rồi cái gì nhắn người ta bảo là cố không giữ mất thì đi tìm mất là mất mùi mất khóc tự nhiên có quảng cáo con gà gà nó kêu ấy cho gà ấy thảo chị có kêu đấy không à vậy ừ chị có kêu đấy không chị cũng có cái quảng cáo đấy bỏ một xứ ra. Mọi chị gửi chị một con gà trọi. Thích thế.
chân to đùi chắc thịt đâu chân thịt đâu thì đâu đâu ăn về kiểu ăn nó chắc nó dai. Hôm em kiểu hôm em cầm một cái con gà đi là gà đấy nuôi được hơn 3 tháng thì nó vẫn còn non ấy, ăn nó vẫn mềm, ăn không dai chắc thịt đâu. Em bảo là thịt thịt ngan mang đi cân ngan 4-5 cân ấy, nhưng mà em kiểu to quá. Nó bảo cầm nửa con đi, xong em bảo thôi con ngọt thèm gà hơn. Xong em bảo là thịt, mẹ em bảo là thịt gà mềm không ăn ngon đâu, thế là vẫn cố chấp. Chị Nguyệt ơi, em mới biết là cái bản idol của nhóm Line 99 ấy, à 911 ấy, đợt trước không phải là bản official, ngay cả single cũng phải là official, mà bây giờ ra cái bản này mới là official. Chị xem một cái bài cái họp báo mới nhất của Ước Phúc ấy, có chia sẻ vậy mà em chia sẻ bản chưa có official. Em bị sốc luôn mà, em không ngờ đấy không phải là bản official đâu. Bản friend fanmade cái gì ấy. Thank you.
đang nghe nhạc, nó cho cái nó cho nó PA cái nó hát là chờ hoài sao hơn chưa về. Ok. Không phải đi ơi, nhưng mà cái nhạc này nó đúng tâm trạng của em mà. Khó nghe rồi. Em biết là nay thấy mà. Nhưng mà mình là gì của nhau? Sời, huyền thoại một thời này. Mùng 5, mùng 6 là bao giờ nhỉ? Bao giờ đến mùng 5, mùng 6 nhỉ? Nay mùng mấy ấy chị Nguyễn? Mùng 5, mùng 6 là mất riêng á. Không biết, ông Dương ấy. Chịu. Sáu là Dương. À ông.
bọn đám cưới em mới âm á. Nói chuyện hay lắm nhá, tình hình là tao tìm được đại gia rồi. Trời ơi. Con này là hay gây gây vậy mà. Nó sinh năm 2002, ngày 31 tháng 12 năm 2002. Nhưng ở trên lớp em vẫn cũng gọi nó là chị nhá. Tại vì kiểu quen ấy, chúng nó cũng gọi là chị. Xong chuẩn bị có nghĩa là ở mấy tháng này sẽ có hai đáo. Hôm đi ăn tất nhiên là cô này nó đã bảo là tao sắp ra Tết là tao sẽ cưới. Cô này là con khác. Trời ơi. Các bạn cứ làm mình luôn nè. Đây chị nghĩ là một mình cái bụng nó hơi chưa hợp lắm, bắt đầu là chị có bầu thì cưới đó. Lần trước em về đi đám cưới ấy, con này hôm đấy nó cũng dẫn người yêu về mà. Dẫn người yêu về đi đám cưới. Nhưng không ngờ là đẩy nhanh tiến độ quá. Bất ngờ khi đám cưới. Nó... em tưởng là nó ôn thi, đợt đấy là nó sẽ thi học đại học đấy. Nhưng mà nó lại không. Say you do hi.
Chị nói một đoạn tiếng Anh nghe xong rồi chị ghi giọng lại xong rồi chị ngồi chị đi hả? Chị nghe chị có động lực không? Chị ngồi đây chị mà sang nhà em là chị sẽ thấy lung linh luôn. Sao xem đây? Xem đi. Nhà kiểu nhìn từ bên trên mà cảm giác rất là hiện đại, rất là thành phố luôn. Welcome, welcome, welcome. Nhìn nha, nhìn đẹp không? Đây nha, nhìn như kiểu nhà hiện đại đúng không? Nhưng mà thật ra nó rất là phải kiểu phải từ xít. Đây, không gian mở. À không phải mở đây là chính. Đây là phòng khách rất là rộng. Đây là phòng tủ đồ chứa cái phòng sách. Bên này là nhà vệ sinh. Đấy, đóng kín. Mình rửa mặt, mình ra bên mình. Nhà vệ sinh đây. Ỉa có phải không phải? Nhà này cũng phải có sách nha. Chịu sách này, đừng ngủ. Bye bye chị. Nhìn từ trên xuống đẹp nhỉ?
nghèo quá. Xung quanh cho mặc quá. Trong mấy cái video này nó hay có mấy cái quảng cáo nhỉ?
đường một chiều ấy. Ôi trời ơi, thế này. Này. Sao ra chẳng bao giờ. Oh.
Thank you.
Zero Farm hại quá. Chị nhớ ơi, anh chỉ là người thay thế. Tiếng 15 phút. 8, 9, 10, 2 tiếng. 2 tiếng. Cậu nói là cậu thích tớ, xong rồi cậu trả lời sao?
Thì tớ trả lời là tớ cái gì nhỉ? Tớ cảm ơn, tớ cảm ơn vãi trường thật.